Dạ, bà con nếu yêu mến đại gia đình của Hồng Loan, anh Lưng, xin bà con ổn định cho không khí nó không ngột ngạt tí bà con. Để ngồi nữa còn chương trình văn nghệ nữa bà con nghe. Bà con ráng yêu thương nghe, ráng giúp giùm cho bà con. Bà con xuống sân khấu rồi mình ngồi rồi từ từ anh Lưng và Loan và chị Phương Lê rồi đi xuống giao lưu với bà con. Bà con ổn định bà con ơi. Cảm ơn bà con nhiều. Để cho Loan nãy giờ cũng mệt đó bà con. Nếu bà con yêu thương để cho Loan hồi bà Loan xỉu luôn à. Bình tĩnh với Loan nãy giờ cũng mệt lắm rồi, anh Lưng nữa. Bà con yêu thương bà con anh chúng ta cùng giao lưu với nhau, chúng ta cùng để cho không khí nó dễ thở. Bà con ổn định nha bà con ơi. Chương trình sẽ bắt đầu trong vài phút nữa nếu bà con ổn định nha bà con. Cả nhà mình yêu thương nhau, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bà con mỗi người nhường nhau một chút xíu, một cái chỗ cho nó ổn định, dễ thở nha bà con. Dạ dạ. Mấy anh chị nào nhớ ưu tiên cho mấy cô chú lớn tuổi nha mấy anh chị. Đừng để mấy cô chú lớn tuổi có sức khỏe xem chương trình lâu dài hơn. Mấy anh chị kiếm một chỗ nào ưu tiên cho cô chú lớn tuổi ngồi nha mấy anh chị ơi. Dạ bà con ổn định, bà con ngồi xuống. Mình quay là cũng quay rồi, chụp hình cũng chụp rồi. Bà con cứ giữ gìn sức khỏe. Chỗ này là hồi ngợp bé cả nhà cứ gian lên mình chờ không khí tội nghiệp bé. Rồi mấy cô chú lớn tuổi, mấy anh chị nào mà sức khỏe mình khỏe, mình ra sao mình có thể xem từ xa rồi nhường cho mấy cô chú lớn tuổi. Dạ. Có em bé thì ưu tiên bé, cho em bé thoáng tí để ngồi bé nó mệt tội nghiệp. Dạ mấy anh ngồi xuống giùm. Mấy cô chú lớn tuổi thì đứng gần, còn mấy anh trai lực lượng khỏe mạnh thì bảo vệ đằng sau. Cảm ơn mấy anh trai nhiều. Dạ. Bà con mình kiếm cái chỗ. Mình ngồi xuống đi bà con. Dạ, đây là tiếng nói của sân khấu của anh em nghệ sĩ. Xin mời nghệ sĩ tài danh Ngân Tuấn trở về sân khấu ạ. Trở về liền ạ. Và quý bà con ơi, Vũ Luân xin đại diện gia đình cảm ơn tình thương mà tất cả quý vị đã dành cho gia đình của chúng con trong cái mùa lễ Vu Lan như thế này. Tụi con được phép của Hoa Viên tổ chức một cái chương trình văn nghệ để hát cho tất cả quý Phật tử trong mùa Vu Lan. Cho nên là cái không khí này thật sự là rất là xúc động. Nhưng mà quý vị hãy
ổn định cái chỗ ngồi cho cái vị trí cho tốt, bởi vì luôn thấy là phía sau có những cái cô tóc bạc lớn tuổi mà chen như thế này thì hồi các cô các ngoại mệt lắm, cho nên là ổn định lại chút xíu và chúng ta giãn ra một chút xíu, bởi vì anh em nghệ sĩ của chúng con sẽ ở đây cho tới chiều. Bởi vì sau cái phần văn nghệ thì chúng con sẽ có một cái chương trình phát quà cho bà con nghèo ở tỉnh Bình Dương, cho nên là quý Phật tử cũng như là quý vị khán giả hãy ổn định chỗ ngồi để chúng con được phép lên màn trình diễn à. Nếu quý vị thấy lời của con nói dễ thương thì cho con một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vỗ tay xong rồi ổn định chỗ ngồi nha bà con ơi. Xin mời Ngân Tuấn à. Dạ dạ. Ủa rồi bé Loan đâu rồi ta? Dạ xin phép một hồi là luôn sẽ chụp hình nha. Mấy cô giãn giãn ra một lát rồi tụi con sẽ chụp hình hết. Bữa nay là tụi con ở đây tới chiều luôn, cho nên là bà con ơi ổn định để tụi con có thể lên màn trình diễn à. Bây giờ Vũ Luân hát đầu được không bà con? Vũ Luân hát đầu hay là Hồng Loan hát đầu? Em hát đầu nha. Dạ. Dạ cảm ơn quý bà con. Dạ được.